lỗ mức cắt xê cao ngất của mỹ nhân nổi đình đám, hơn 340 tỷ một phim khiến netizen đòi điều tra thuế. Mỹ nhân này mới nhận tin vui những ngày đầu năm thì lại bị soi về thu nhập. Mới đây, với sự xuất hiện ở đêm hội Weibo cùng việc được vinh danh ở G, -E IAIT, hưởng Queen Weibo, Dương Tử trở thành cái tên càn quét mọi nền tảng mạng xã hội, truyền thông xứ chung. G, -E hưởng này không chỉ là biểu tượng cho sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng mà còn là sự khẳng định sức mạnh của người chiến thắng cũng như khen ngợi những thành tích xuất sắc trong năm của họ. 2023 có thể coi là một năm nở rộ của Dương Tử. Cô thành công vang dội cả ở lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh lẫn thời trang và các chương trình tạp kỹ. Trường tương tư mà cô đóng chính là phim truyền hình ăn khách top đầu màn ảnh hoa ngữ năm vừa qua. Giữa lúc người hâm mộ chưa kịp vui khi Dương Tử lần thứ ba xuất sắc giành được chiếc cúp Queen Weibo thì các blogger lại truyền tay nhau bài báo gây chấn động liên quan đến các xê của nàng Tiểu Hoa. Cụ thể có thông tin cho rằng thời điểm đóng bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử nhận về mức cát xê khủng lên tới 100 triệu tệ, tương đương khoảng 344 tỷ đồng. Sở dĩ thông tin này g. AS. Ốc là bởi kể từ khi các quy định về vấn đề T, yên lương lao động được ban hành. Thù lao của diễn viên Trung Quốc không thể vượt quá 30 triệu tệ cho một bộ phim. Thế nhưng con số mà Dương Tử được cho là thu về lại gấp hơn 3 lần mức tiêu chuẩn. Hiện tại, bài báo về mức cắt xê của Dương Tử đã bị gỡ nhưng tờ báo giấy thì đã được phát hành và không thể thu hồi. Khán giả không biết đây là lỗi đê, ánh máy hay thực sự Dương Tử nhận được mức lương như vậy. Nhiều nghi vấn đặt ra rằng chính phía Dương Tử đã ra yêu sách để bài báo được gỡ xuống. Trang Sohu còn ghi nhận những ý kiến bất bình của cư dân mạng, cho rằng nếu Dương Tử thật sự che giấu mức cắt xê của mình thì chắc chắn vấn đề kê khai nộp thuế của cô cũng không minh bạch bởi lẽ thu nhập cao cũng đồng nghĩa với việc phải đóng thuế cao hơn vẫn biết các c là vấn đề nhạy cảm nhưng khán giả muốn thấy một sự công khai minh bạch nào đấy khi mà mấy năm gần đây việc nghệ sĩ bị phong sát vì trốn thuế xảy ra không ít ở làng giải trí xứ tỷ dân